Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đầu Đinh. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái thủ thuật liên quan đến iPhone các bạn nhé. Cái thủ thuật này thì nó sẽ giúp cho các bạn không cho phép người khác có thể là tải ứng dụng mới ở trên điện thoại của các bạn và cũng như là xóa ứng dụng đã có sẵn ở trên máy các bạn nhé. Cái này thì nó áp dụng nhiều khi mà ví dụ các bạn cho kiểu như là các cháu nhỏ hoặc là con của các bạn chơi điện thoại ấy, thì để tránh nó xóa ứng dụng của các bạn và nó tải thêm game về nó chơi thì các bạn có thể làm như sau. Đầu tiên mình có một lưu ý một xíu là đối với những cái bạn mà dùng cái phiên bản mình đang sử dụng là phiên bản iOS 12 nhá, thì một lát nữa mình sẽ nói về phiên bản iOS 11 cho những bạn nào những phiên bản iOS dưới 12 các bạn nhé. Đầu tiên các bạn vào phần cài đặt cho mình này. Đó, sau đó các bạn kéo xuống và tìm đến cho mình mục thời gian sử dụng này. Ok chưa? Và nếu mà với iOS 11 ý, thì các bạn sẽ vào phần cài đặt chung này. Sau đó nó sẽ có một mục giới hạn ở đây nhé. Thì các bạn cũng làm tương tự thôi. iOS 12 thì các bạn kéo xuống và vào phần cài đặt này và ấn thời gian sử dụng này. Sau đó các bạn ấn tiếp tục cho mình nhé. Đấy, các bạn kích là đây là iPhone của tôi này. Đó, các bạn bật thời gian sử dụng này. Bật thời gian sử dụng này. Đó, các bạn bật thời gian sử dụng nhé. Sau đó các bạn kéo xuống bên dưới. Các bạn chọn cho mình cái phần là bật giới hạn này. Bật giới hạn này. Các bạn tích V lên cho mình này. Ở đây thì các bạn hãy cho phép mà các bạn ấn vào phần ứng dụng cho phép này. Đó, kích vào đây này. Mình xin lỗi nhé. Các bạn kích ở phần mua hàng iTunes và App Store này, kích vào đây này. Đấy thì tại mục cài đặt ứng dụng các bạn ấn vào đây nhé, không cho phép cho mình này. Tiếp tục tại mục xóa ứng dụng các bạn ấn vào đây này, không cho phép này. Ok này. Các bạn quay về cho mình nhé. Bây giờ thì các bạn hãy thoát ra này. Màn hình chính này. Đấy, thì các bạn có thể thấy là khi mà thoát ra màn hình chính thì mình khi mình giữ để xóa ứng dụng thì nó không còn dấu ích nữa rồi. Tiếp theo nhá, thì các bạn thấy là cái ứng dụng App Store ở đây nó đã biến mất rồi. Đó, thì nếu mà mình mở lại cho các bạn xem thì nó sẽ đâu nhỉ? Ứng dụng mua hàng này, cài đặt ứng dụng này, cho phép này. Mình sẽ quay lại này. Đó, thì nếu mà mình cho phép vậy thì các bạn thấy là cái App Store của mình nó đã hiển thị ở đây rồi. Nếu mà mình tắt đi, không cho phép thì nó sẽ ẩn đi cái App Store, nó không cho phép các bạn tải ứng dụng nữa nhá. Rất là hay luôn. Đó. Còn nếu mà các bạn nào mà dùng iOS 11 ấy thì các bạn có thể là vào phần cài đặt này, cài đặt chung này, giới hạn này và các bạn làm cũng cách thức giống như mình nhá. Đấy, có thể là cái giao diện nó sẽ hơi khác một xíu thôi, tại vì ở đây mình không có phiên bản iOS 11 trở xuống để mình làm cho các bạn, cho nên là nếu mà bạn nào mà ở dưới iOS 11 thì hãy chịu khó tìm hiểu và làm theo cái cách mà mình vừa hướng dẫn nhé. Nếu các bạn thấy video mình hữu ích thì đừng quên like, ấn share, ấn đăng ký để giúp mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần tới.